Hello, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà cô chú anh chị nha. Thì lời đầu tiên thì chúc cả nhà cô chú anh chị xem video vui vẻ và luôn mạnh khỏe, bình an. Kính thưa cả nhà, thì như chúng ta cũng đã biết, thì một trong những cái vấn đề mà chị Hai lên tiếng mạnh mẽ nhất, mình nhớ không lầm là cái vấn đề này, chị Hai có ra một cái mình gọi là cái kèo đi. Hoặc là một cái game rất là coi như là hấp dẫn, coi như là ngon lành cành đào cho những cái người mà đã từng coi như là kêu gọi ào ào liên quan đến vấn đề mà từ thiện của anh chị ha, là những người mà có tâm có tầm, mà nói chung là cũng rất là dễ dàng lắm, dễ ăn lắm, mà không hiểu sao coi như là không có ai coi như là hốt cái kèo này, hốt cái game này hết. Đó là mình nhớ là coi như là ít nhất là coi như là 50 tỷ hoặc là 100 tỷ, có người lên tới 100, 200 tỷ luôn có gì ha. Là nếu mà những người này mà công khai sao kê minh bạch, mời coi như là những người có chuyên môn vào để mà đối chiếu sao kê đầu đầu ra đầu vào đó các chị, liên quan đến số tiền mà mình kêu gọi á, thì nếu mà coi như là không có vấn đề gì hết thì chị Hai sẽ bồi thường danh dự cho những cái người đó, có người ít nhất là 50 tỷ á, lên số mà coi như là 100 200 tỷ luôn, mình nhớ không lầm. Ở đây cô chú anh chị ai đã từng nhớ thì cho số 7 được gỡ nha. Thì nếu mà nhiều anh chị cũng nói là bây giờ có minh bạch đâu mà công khai hả? Sao kê minh bạch rồi công khai mà có minh bạch đâu mà công khai. Nói chung là của chú anh chị ở đời á thì ông bà ta có câu là chưa thấy chưa tin, chừng nào thấy mới tin. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơ chơ. Nếu mà bà Hai mà bà không lên tiếng cái vụ này á thì thật sự của chú anh chị còn rất là nhiều người, trong đó có mình luôn á nha, là cứ nghĩ nó đơn giản của chú anh chị ha. Những người này coi như là họ có tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ trong tay. Đó. Rồi xe hơi, siêu xe luôn chứ nói gì nữa, xe hơi, nhà lầu, rồi bóp một cái ví hay cái bóp hay cái túi của họ là đáng giá trăm triệu rồi, tiền tỷ rồi, thì không ai nghĩ là coi như là sẽ lủm sẽ lủm. Nhưng mà có cái anh thợ hát á, thợ hát Ghi Mạnh, nó nói á, ảnh mà coi như là kêu gọi làm từ thiện á, ảnh kêu 100 đồng đó. Ảnh lấy 10 đồng ra ảnh làm từ thiện thôi, còn số còn lại là ảnh lụm hết. Mới đây thì liên quan đến vấn đề mà từ thiện á thì cũng được, bây giờ thì được các cấp cơ quan chức năng, cấp cao cấp trung ương rất là quan tâm. Vừa rồi Quốc hội cũng có ý kiến và Thủ tướng cũng có chỉ đạo, và đặc biệt là bên phía Bộ Tài chính cũng đã có gửi văn bản cụ thể gửi đến tất cả các tỉnh thành là vào cuộc thanh kiểm tra các vấn đề mà liên quan đến từ thiện nó kêu gọi đó. Thì của chú anh chị thấy nhiều của chú anh chị là cũng đặt một câu hỏi là liệu cái vấn đề liên quan đến từ thiện có được lật lại hay không. Thì cái vấn đề này thì chưa có thông tin chính thức chính thống, nhưng mà vấn đề có hay không thì mình cũng không biết được ha cô chú chị ha. Vấn đề mà cơ quan chức năng người ta làm việc á, thì cái nào mình biết có thông tin chính thức chính thống thì mình không biết, còn vấn đề mình không biết thì mình phải nói là không biết, chứ không phải như giống như những cái thành phần xuyên tạc, giống như thằng rận chủ Lực Gia đó, mấy hôm nay coi như là cùng với bà bán rượu không được là tính núp lùm để qua bão hả? Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi, chạy đâu chạy đâu khi mà đã lên trên báo Công an Nhân dân rồi. Nói về vấn đề từ thiện thì mới đây thì không biết là lật hay không, nhưng mà ông giáo thì có nhắc lại chuyện cái ao, có lật lại những cái vấn đề mà nhạy cảm, và có một số em coi như là cũng thấy nhột nhột lên dĩa. Cụ thể là mới đây ông giáo có một cái bài viết với cái tựa đề như sau, tựa đề và nội dung như sau: khi nghệ sĩ cảm ơn và lời xin lỗi. Cảm ơn và xin lỗi, hai lời nói đó vốn dễ phát âm nhưng không phải dễ nói, đặc biệt đối với người nổi tiếng có vẻ như nó còn khó nói hơn nữa thì phải. Không dám coi thường khán giả của mình, nhưng rất tiếc và hối hận vì điều đó đã xảy ra. Đây là hai phát hiện từ khán giả đã chụp lại
và gửi cho mình xem hai sai sót không nhỏ trong hai vở kịch có thời điểm xã hội diễn ra tại đất Sài Gòn thời Pháp thuộc trên sân khấu Thiên Đăng. Cái mệnh chỉ có dạ chữ thành phố Hồ Chí Minh. Con gái nhà gia giáo không để móng tay dài lố đến vậy, và nhất là lúc đó không hề có kỹ thuật đắp móng. Xin thay mặt kịch Thiên Đăng xin cảm ơn quý vị khán giả đã phát hiện, và đồng thời cũng xin lỗi quý vị khán giả về sự sơ suất chuyên môn thật tệ này. Nguyên văn trích đoạn kể trên là dòng chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hôm 2 tháng 12 vừa rồi. Là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, cũng là đại diện tiêu biểu của sân khấu kịch Thiên Đăng, Thành Lộc đã công khai đăng đàn xin lỗi khán giả khi phát hiện trong các tác phẩm của mình có những lỗi dù rất nhỏ. Đây là hai vở kịch lấy bối cảnh xã hội thời Pháp thuộc ở Sài Gòn. Tuy nhiên, một số phân cảnh của vở diễn lại xuất hiện các chi tiết đạo cụ bất hợp lý. Cụ thể, một vở xuất hiện chiếc mền có dòng chữ thành phố Hồ Chí Minh. Trong một vở khác, diễn viên lại để móng tay dài và đắp móng, trong khi bối cảnh xã hội lúc đó không có kỹ thuật này. Hành động xin lỗi ấy thực sự rất đáng trân trọng, không phải nó mang tính hình ảnh đơn thuần cho thấy thái độ cầu thị của một nghệ sĩ, mà cơ bản là vì tính chân thành cũng như cái cách mà Thành Lộc trân trọng khán giả của mình. Anh coi vở kịch phải như một bữa tiệc ngon đối với khán giả, và một khi trong món ăn còn có một hạt sạn nhỏ, coi như bữa tiệc đó đã không đáp ứng được mong mỏi của những người đã ủng hộ bằng cách mua vé vào khán phòng. Thế mà có một cái bộ phim có vấn đề to đùng như vậy mà chưa thấy một ai mà xin lỗi chân thành, trong khi cô chú chị thấy đó ha. Đây là chỉ là một cái vở kịch thôi, liên quan đến những cái chi tiết thôi nha, những cái đạo cụ thôi mà người ta đã lên tiếng xin lỗi một cách chân thành như vậy rồi. Cả nhà thấy ông bà tao nói là ha, thái độ hơn trình độ đó cả nhà ha. Rồi tiếp cả nhà nghe nha. Thực tế, những ai quan sát Thành Lộc từ xưa tới nay đều nhận thấy anh kỹ tính và tinh tế thế nào. Trước mọi góp ý của khán giả, chưa bao giờ Thành Lộc không có những lời cảm ơn và xin lỗi nếu như tác phẩm anh tham gia có mắc lỗi. Trước những ý kiến phê bình, kể cả chưa chắc đã là xác đáng, Thành Lộc cũng giữ một thái độ rất hòa nhã. Anh không phản ứng lại. Thành Lộc không phải nghệ sĩ tự đặt cho mình một cái quyền kiểu như cấm không được chê tôi, giống như một số người trẻ hơn anh sau này. Thành Lộc không phải là nghệ sĩ hiếm hoi có được thái độ đúng đắn như thế trước công chúng. Rất nhiều người cùng thế hệ của anh, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, đều giữ một tinh thần cầu thị rất lớn, giữ sự khiêm cung rất lớn. Chính họ với tấm gương đó đã duy trì và phát huy một nét văn hóa trong cộng đồng khán giả yêu quý mình. Chưa bao giờ chúng ta bắt gặp những khán giả hâm mộ của Thành Lộc hay những nghệ sĩ như anh tham gia vào các cuộc tranh cãi gay gắt, thậm chí là chửi bới trên mạng xã hội để bảo vệ thần tượng của mình như nhiều cổ động viên của những nghệ sĩ, nhân vật giải trí khác. Qua những gì họ và khán giả của họ thể hiện, có thể nói rằng nghệ sĩ có khả năng làm gương cho cộng đồng người hâm mộ của mình nói theo là không qua chút nào. Mở rộng hơn từ câu chuyện này, chúng ta dễ dàng nhận thấy suốt những năm qua, số lần những nghệ sĩ mắc lỗi là không ít, từ vào miệng cho tới hành động. Nhưng quả thực, số lần họ đăng đàn xin lỗi một cách công khai tự nguyện, chứ không phải từ áp lực khủng hoảng truyền thông nào, là không tương xứng với số lần mắc lỗi ấy. Vậy thì có hay chăng việc đang tồn tại một thái độ phổ biến của lớp nghệ sĩ sau này là chúng tôi không có nghĩa vụ gì phải xin lỗi ai cả hay không? Thậm chí những năm gần đây còn bắt đầu phổ biến hiện tượng cứ hễ bị phê bình là nghệ sĩ, nhân vật giải trí nổi tiếng sử dụng mạng xã hội, truyền thông, thân quen cũng như cộng đồng cổ động viên của mình ríu ra rằng mình bị đánh, bị hại, giống như gần đây ở trường hợp của một sản phẩm điện ảnh gây ầm ĩ chẳng hạn. Nhất lọt từ đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên cho tới cả những nhân vật thầm lặng trong ekip đều giống giả lên một điệu than vãn chung là phim bị đánh trong hoàn kép cả nhà, trong khi họ không dám nhìn thẳng vào thực tế là sản phẩm của họ có sạn, và việc dù nó có sạn đi nữa nó vẫn có doanh thu cao ngất và ngất ngưỡng, trong khi các phim chiếu cùng thời điểm
bối cảnh chung của điện ảnh năm 2023 là sức tiêu thụ kém do ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng thay vì nhìn vào cái bối cảnh chung ấy để lý giải việc mình không đạt được kỳ vọng doanh thu, cả dàn đồng thanh đều đổ lỗi cho những ai góp ý phê bình là đánh cho phim tụt hạng. Trước đó nữa là chuyện nghệ sĩ huy động từ thiện rồi, bận quá nên quên chưa giải ngân cho đồng bào. Trời, bận dữ chưa? Vậy giờ ha, ông giáo còn nhắc lại chuyện cái ao ha, rõ ràng ha. Rồi tiếp cả nhà. Bận quá nên quên chưa giải ngân cho đồng bào. Chưa một lời xin lỗi chính đáng nào được đưa ra công khai. Chỉ có thanh minh và đổ lại tại hoàn cảnh là chủ yếu. Rồi ngoài chuyện đó ra, còn có cả chuyện những nghệ sĩ khi bị góp ý phê bình thì hờn má theo kiểu không xem được thì chuyển kênh. Đó, trời ơi, hào quang cực gỡ. Hoặc viết bài mắng xéo công chúng trên mạng xã hội. Dường như sự nổi tiếng đã khiến họ tự cấp cho mình một cái quyền là xem thường tất cả thì phải. Và chỉ khi vấp phải sự phản ứng dữ dội của khán giả như vụ một diễn viên quảng cáo lố gần đây thì may ra họ mới đăng đàn xin lỗi theo kiểu giải pháp cuối cùng. Nhưng những người thực hiện giải pháp này thường không có quá đông người hâm mộ nên họ mới sợ khán giả tẩy chay mà thôi. Còn một khi lực lượng người hâm mộ đủ đông, họ và ekip sẵn sàng ngấm ngầm xua quân phản công lại khi gặp sự công kích từ công chúng. Tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hồi đầu tháng 7 2023 vừa rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu rằng nghệ sĩ phải tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ xã hội. Qua phát biểu này, ta nên hiểu thế nào là các nhiệm vụ xã hội. Thực chất, nhiệm vụ xã hội không chỉ là những việc lớn lao qua các hoạt động xã hội như làm từ thiện, tham gia các phong trào cộng đồng, mà nó còn cần được thể hiện qua hình mẫu của chính nghệ sĩ ấy. Người nghệ sĩ có ảnh hưởng rất lớn đối với người hâm mộ của mình. Họ dễ trở thành hình tượng để nhiều người nói theo, và chính các hành vi ứng xử của họ sẽ tác động rất lớn đối với cộng đồng ấy. Thái độ nghệ sĩ sẽ ra sao sẽ quyết định thái độ của nhóm người hâm mộ nghệ sĩ ấy. Sẽ không thể có những cuộc tranh cãi, chửi bới ồn ào trên mạng của người hâm mộ nếu như chính nghệ sĩ ấy yêu cầu khán giả yêu mến mình, thể hiện sự văn minh khi tham gia mạng xã hội. Nhưng rất tiếc, nhiều nghệ sĩ, nhân vật giải trí trẻ hiện nay không có được ý thức ấy. Đối với họ, danh và lợi là quan trọng nhất, còn nhiệm vụ xã hội thì họ gần như thờ ơ, hoặc nếu có chú ý tới thì chỉ thông qua vài phát ngôn bóng bẩy mang tính làm sang cho chính bản thân mình mà thôi. Xong, có lẽ câu chuyện liên quan tới một ca sĩ gần đây bị tẩy chay vì ồn ào quan hệ đời tư sẽ đủ sức để nghệ sĩ có nhận thức đúng đắn hơn về quyền lực của khán giả. Khi còn nhiều người yêu mến, điều đó không có nghĩa là nghệ sĩ có được sự bảo vệ, bảo đảm từ khán giả của mình, bởi lực lượng khán giả trung lập, khách quan, rất đông đảo. Lực lượng này thường cực kỳ hiếm khi lên tiếng trong các tranh cãi xoay quanh phát ngôn hay hành vi của nghệ sĩ nào đó. Với họ, đây là việc mất thời gian. Tuy nhiên, một khi họ nhận thấy thái độ của nghệ sĩ đi quá giới hạn và sức chịu đựng của họ không còn nữa, họ sẽ có phản ứng, và phản ứng đó sẽ mạnh mẽ, khó lường. Đã không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng bay luôn cả sự nghiệp khi có hành động khiến lực lượng khán giả trung lập này nổi giận, và không có gì khắc nghiệt hơn như showbiz. Đặt chân vào đó và tìm kiếm được một chỗ đứng đã khó rồi. Nếu bị đào thải thì khỏi nói, quay lại tìm một chỗ đứng còn khó hơn vạn lần. Nói đầu tiên là coi như là cũng cảm ơn tác giả, phóng viên bài báo trên báo Công an Nhân dân nha. Nói chung là nhà báo đã nêu những cái vấn đề nổi cộm và một số nhân vật đình đám mà ai tham gia mạng xã hội cũng biết. Nói chung là đừng tưởng không biết gì nha, tôi còn biết, đừng nói ông giáo. Rồi, em xin phép dừng video tại cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị cả nhà rất nhiều nha. Cả nhà ủng hộ thì cho em một like, và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Một lần nữa chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video lần sau. Bye bye.